không phải là chỉ số và mức răng mà các bạn mong muốn. Nhưng mà phần lớn các cuộc đấu súng của các bạn thì nó lại nhìn như thế này. Hoặc là như thế này. Đừng lo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhìn lầm mồm. Chủ đề này sẽ được chia ra thành hai phần. Phần 1 mình sẽ nói về những mẹo đấu súng nâng cao mà mình chưa thấy ai đề cập tới bao giờ. Và phần 2 mình sẽ nói về em lab, những bài mình thường hay tập. Và cách luyện em làm sao để mang lại hiệu quả tối ưu nhất trong tựa game Valorant. Và chúng ta cùng bắt đầu vào màn đầu tiên. Rất là đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Đó là các bạn hãy giữ bình tĩnh và nhắm vào mục tiêu trước khi bắn. Mình thấy nhiều bạn khi mà thấy địch xuất hiện ở trên màn hình thì các bạn flick qua và các bạn bấm bắn ngay lập tức. Mà các bạn không nhìn xem là tâm của mình đã đặt trúng mục tiêu hay chưa mà các bạn đã bắt đầu bấm bắn rồi. Thì đây là một cái thói quen rất là xấu. Tại vì phần lớn là khi mà các bạn làm vậy các bạn sẽ bị bắn hụt. Mà khi mà các bạn bắn hụt các bạn sẽ phải đợi súng reset lại độ giật để mà các bạn có thể chỉnh tâm lại và bắn tiếp. Điều này sẽ làm tăng cái thời gian mà bạn cần để giết một mục tiêu lên rất là nhiều, mặc dù chính bạn là người bắn ra viên đạn đầu tiên. Thì vào đây các bạn nên nhìn ra thời gian xem coi là mình đã đặt tâm trúng mục tiêu hay chưa trước khi bắn. Chắc hẳn là xem tới đây nhiều bạn có thắc mắc bảo là mình bắn tỉ mỉ quá thì địch lại giết mình trước khi mà mình giết địch thì phải làm sao? Và để trả lời thắc mắc đó thì mình sẽ vào ngay cái mẹo thứ hai. Đó chính là khi mà tâm của các bạn chưa đặt trúng người địch thì các bạn đừng đứng lại mà hãy di chuyển. Các bạn vừa di chuyển và vừa chỉnh tâm vào người của đối phương. Lấy ví dụ ở pha đấu súng 1v1 với something ở khu vực dish, khi mà mình dạt ra mình check cái góc sát tường thì something không đứng ở đó mà something đứng ở góc off angle ở bên phải, thì mình sẽ vừa di chuyển qua bên trái và mình vừa chỉnh tâm lại vào đầu của đối phương. Khi mà tâm mình đã đặt trúng đầu rồi thì mình đứng lại và mình bắn. Các bạn có thể quan sát thấy đó là đường đạn của something khi mà bắn mình, là something bắn vào cái vị trí ban đầu mình lách ra mình check. Nếu như mà mình không vừa di chuyển và vừa chỉnh tâm mà mình đứng yên mình chỉnh tâm thì có thể mình đã chết rồi. Ở ví dụ tiếp theo các bạn có thể thấy là sau khi mình tiêu diệt Sova thì mình đặt tâm ở lane. Sau đó Reyna pick mình từ market. Mình vừa chỉnh tâm vào Reyna, mình vừa bước một bước qua trái. Sau đó Jett tiếp tục pick mình từ lane. Thì mình lại tiếp tục vừa chỉnh tâm vào đầu Jett và mình vừa bước qua trái. Sau khi mà tâm của mình đã đặt trúng đầu rồi thì mình đứng lại và mình bắn. Mẹo thứ 3. Khi mà các bạn biết đối phương đang kê bạn ở một cái vị trí nhất định, thay vì peek từ gần mép tường các bạn peek ra, thì các bạn hãy lấy đà sâu vào trong tường một tí và các bạn dạt rộng ra. Làm điều này sẽ giúp cho con nhân vật của bạn di chuyển với vận tốc tối đa khi mà nó qua khỏi cái mép tường, làm cho bạn khó bị bắn trúng hơn. Ở tình huống 1v2 này, sau khi mà mình tiêu diệt đối phương Jett thì mình có thấy một cái khuỷu tay màu vàng ở sát cái mép tường bên phải, cho nên mình biết ở đây có hai người. Mình lui về cái mép tường, mình vừa lấy đà và mình vừa check coi có ai đẩy AK đằng sau lưng không trước khi mình dạt rộng ra và mình tiêu diệt mục tiêu thứ hai. Nếu như các bạn thích content như thế này thì hãy cho mình một like và một sub trên kênh YouTube để mình có động lực ra thêm clip. Phần 2 của chủ đề này mình sẽ ra đâu đó tầm tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình và chúc các bạn chơi game toàn thắng.